Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm kem trang trí bánh sinh nhật từ lòng trắng trứng gà, dành cho những bạn nào mà muốn tự tay làm bánh sinh nhật nhưng không biết mua kem để trang trí bánh ở đâu. Và cái kem để trang trí bánh ấy thì nó cũng rất là đắt tiền các bạn ạ. Nó khó mua mà nó lại còn đắt tiền nữa. Về các bạn dùng không hết, mình bỏ thì nó cũng phí. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách này, vừa rẻ lại dễ làm nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng mình vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị để làm cái kem trang trí bánh sinh nhật gồm có 3 lòng trắng trứng gà. Tiếp theo đường mình dùng 300g. Nước mình sử dụng 150ml nước lọc. Quả chanh mình sẽ chỉ sử dụng khoảng 1 thìa cà phê nước cốt chanh này thôi. Và nếu các bạn muốn tạo màu thì mình sẽ sử dụng thêm siro màu nữa nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên với phần đường mình sẽ cho vào trong nồi, sau đó cho vào 150ml nước. Và mình sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê nước từ quả chanh mình vắt ra nhé. Sau đó khuấy cho cái phần đường của mình nó tan đi một chút. Các bạn có thể khuấy hoặc là không khuấy cũng được. Rồi mình sẽ bắc nồi đường này lên bếp để đun. Khi đun thì mình sẽ để lửa vừa thôi nhé. Mình đun cho tới khi thấy nồi nước đường bắt đầu sôi, mình hạ bớt lửa nhỏ xuống một chút. Sau đó thì sẽ tiếp tục đun thêm. Trong thời gian chờ đợi phần nước đường, bây giờ mình sẽ đi tách cái quả trứng gà, lấy phần lòng trắng. Bước này thì các bạn làm sao cho thật khéo để lòng trắng trứng gà của mình nó không bị dính lòng đỏ nhé. Đây là một bước rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Các bạn tách cho thật khéo để cho lòng đỏ của mình nó không bị vỡ ra và nó dây vào lòng trắng. Nếu các bạn để lòng đỏ dây vào lòng trắng thì khi mình đánh nó sẽ không bung được cái phần lòng trắng lên. Như vậy là mình đã tách xong được phần lòng trắng và lòng đỏ trứng riêng ra rồi đấy. Đây là phần nước đường thì mình sẽ để lửa nhỏ và mình đun tiếp tục cho tới khi thử phần nước đường nó đạt thì mới thôi nhé. Đối với phần lòng trắng mình sẽ cho vào một chút xíu muối trắng và một vài giọt nước chanh, khoảng 4-5 giọt nước chanh thôi các bạn, để mình đánh phần lòng trắng. Sau đó thì mình sẽ dùng máy đánh trứng cầm tay. Mình đánh bông cái phần lòng trắng này lên nhé. Máy đánh trứng cầm tay thì các bạn có thể mua ở trên những cái trang như là Shopee hay là Sen Đỏ, ở khoảng tầm 100.000 đến 120.000 một cái thôi các bạn ạ. Nó rẻ và nó rất là tiện, các bạn có thể làm bánh hay là làm những cái món ăn khác. Mình sẽ đánh cho tới khi cái phần lòng trắng của mình nó bông trắng và bông cứng lại thì mới đạt. Đây các bạn có thể thấy lòng trắng của mình đã bông trắng lên rồi đấy. Mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi nào mà cái phần lòng trắng của mình nó cứng lại nhé. Nó bông cứng lại. Các bạn có thể thấy phần lòng trắng của mình nó đã bông cứng lại rồi. Và mình úp cái tô xuống thì nó cũng không bị đổ hay là không bị chảy xuống. Như vậy là phần lòng trắng mình đánh đã đạt rồi nhé. Quay trở lại với phần nước đường của mình. Bây giờ mình sẽ thử xem nước đường đã được chưa. Và mình sẽ thử bằng cách mình dùng một bát nước, sau đó múc một chút nước đường rõ vào trong bát nước. Nếu như các bạn thấy nước đường tan ra luôn thì là nước đường chưa đạt. Còn nước đường nó đọng lại thành giọt ở dưới đáy bát mà mình có thể dùng tay mình vớt nó lên được là nước đường đã đạt rồi nhé các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy nước đường của mình nó đọng lại ở dưới đáy bát và mình có thể dùng tay mình vớt cái nước đường này lên. Như vậy là nước đường của mình đã đạt rồi nhé. Nước đường thì lúc này nó cũng chưa chuyển sang màu vàng, nó chỉ hơi ngà một chút thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắc cái nồi nước đường này ra. Sau đó mình cho vào trong phần lòng trắng trứng một chút nước vani để cho nó thơm, nó đánh đi cái mùi tanh. Sau đó thì mình cho luôn cái nước đường mình vừa đun sôi vào trong lòng trắng trứng và mình đánh đều.
các bạn lưu ý cho mình là nước đường vừa đun sôi còn đang nóng mình sẽ đổ luôn vào lòng trắng mình đánh nhé. Như thế thì nó mới làm chín cái lòng trắng của mình được. Mình đổ vào đến đâu thì mình sẽ đánh đều đến đấy. Thì cái nước đường nóng và khi mình đánh lên nó sẽ làm cho cái lòng trắng trứng nó chín, nó không còn cái mùi tanh nữa. Các bạn có thể thấy khi mình cho cái nước đường nóng vào mình đánh thì lòng trắng trứng đã bắt đầu dẻo lại. Lúc này thì nó cũng không còn cái mùi tanh gì nữa đâu các bạn ạ. Sau khi cho nước đường vào hết thì mình sẽ đánh thêm khoảng tầm 7 đến 10 phút nữa. Vani sẽ làm cho cái mùi tanh của trứng không còn và nước đường nóng thì sẽ giúp cho cái lòng trắng trứng này nó chín. Và khi nó chín thì nó cũng sẽ không còn mùi tanh nữa. Sau đó mình đánh đều. Các bạn có thể thấy lúc này phần kem lòng trắng của mình nó đã dẻo lại rồi. Rất là đặc và dẻo. Và phần lòng trắng trứng của mình đã đông cứng. Ở bước này nếu các bạn muốn pha màu thì các bạn sẽ cho phần siro màu vào, sau đó thì mình đánh lên nhé. Mình sẽ làm một phần lòng trắng trứng màu vàng, mình cho một chút siro màu vàng vào, sau đó thì đánh đều. Và như vậy là mình đã có được một phần kem lòng trắng trứng màu vàng rồi đấy các bạn. Nếu các bạn muốn làm những màu khác thì các bạn sẽ lại chia ra và mình làm những màu khác nữa nhé. Nhìn kem rất là đặc mịn. Đây, một màu vàng rất là đẹp đây các bạn. Kem mình đánh xong thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Tiếp tục mình sẽ lấy thêm một phần nữa, mình cho màu xanh của siro lá dứa vào. Mùi nó rất là thơm. Sau đó mình cũng sẽ đánh đều lên để tạo thành màu xanh. Sau khoảng 5 phút đánh thêm thì mình cũng đã có được phần kem lòng trắng trứng với màu xanh. Như vậy là mình đã có được 3 màu, màu xanh, màu trắng và màu vàng. Và phần kem này sau khi đánh xong thì các bạn có thể làm để trang trí, dùng để trang trí bánh sinh nhật. Mình chét bên ngoài bánh sinh nhật này. Hay là các bạn làm những cái phần nhân bánh crepe chẳng hạn. Nó béo béo này, nó thơm thơm, có cái độ ngọt vừa phải, không hề bị tanh mùi trứng một chút nào nhé các bạn. Ăn ngọt ngọt, béo béo, rất là ngon. Những cái phần kem mình thu được đây các bạn, 3 màu. Các bạn thích màu nào thì các bạn có thể dùng siro màu để các bạn tạo màu đấy nhé. Và sau khi làm xong thì các bạn có thể cho vào trong những cái túi bắt kem hay là những cái hộp, các bạn bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh nhé. Và mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn về cách làm kem trang trí bánh sinh nhật từ lòng trắng trứng gà với những màu sắc rất là đẹp mắt. Phần kem thì dẻo mịn, thơm, béo béo. Các bạn hãy thử làm ngay nhé. Rất là đơn giản phải không nào? Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.